nhá. Buông em ra. Con nhỏ này đi học không được bảo đấy. Buông em ra. Dạ. Buông em ra. Buông em ra. Con nít con nôi đi học đi. Ở nhà anh mét mẹ đó. Đau đau quá hả? Đi học đi lên. Anh muốn em cám vào không? Hey. Đau quá hả? Hello. Ủa? Hai anh em đang làm gì vậy? Em chào anh Winner, chúc anh một buổi sáng vui vẻ. Ủa hôm nay trời sập hả? Hôm nay lễ phép quá vậy. Thì là do chị của nó đó. Chị nó dạy nó là đi gặp ai cho dù có cỡ nào đi nữa thì cũng phải chào hỏi một tiếng. Còn nhìn lại em mình thấy hai chị như vậy, nó cũng đâu biết chào tiếng nào đâu. Em đi gặp người lớn chào đi. Má chị em phải chào. Ơ cái con nhỏ này, thích anh đánh mày không? Đừng có đánh Candy, Candy còn nhỏ mà. Anh mà đánh Candy bây giờ là Candy sẽ bị hoảng loạn tâm lý, là càng xấu hơn á. Em gái nhà người ta sao mà dễ thương và lễ phép quá vậy. Trời ơi, con bé này mà nó làm em mình, chắc một ngày mình đánh cho nó lên bờ xuống ruộng luôn á. Thôi em xin phép anh, em đi học. Em chào anh em đi. Ừ, đi, đi nha. Thấy chưa, cũng biết chào đó. Đâu biết chào người ta đi về đâu. Em gái nhà người ta ngoan ngoãn lễ phép. Em gái nhà mình. Anh muốn đá nữa không? Cậu mình đi học. Lên. Đi về chưa? Chưa chưa đã. Chưa. Nhỏ nó cầm tiếp đi. À, hello, hello. Xuất qua, xuất qua. Gì? Candy à? Không, Candy là ai? Dạo này ông dạy em ông sao rồi? Dạy con nhỏ này à? Tôi là tôi bất lực, tôi thua, tôi không dạy được nó đâu. Trời ơi, dạy mới có 1-2 ngày là đã than rồi. Phải dạy nó là tập 1-2 tuần, 3-4 tuần luôn á, nó mới chịu ngoan nổi. Tôi nghĩ rồi, chắc là do là mẹ tôi chiều nó quá mà. Ừ, thì chắc là cũng do một phần á. Ê, 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 tôi có ý này hay này. Hay bà dạy nó hộ tôi luôn đi. Wow, không được. Không thể nào được. Tôi mà dạy đó chắc tầm 3-4 tháng luôn, tôi chưa dạy được á. Hai đứa, có gì ăn không? Cho anh ăn miếng, anh đói quá. Dạ, em không có đồ ăn. Dạ không có đồ ăn đúng không? Dạ. Không có đồ ăn, đưa tiền. Đưa tiền đây. Em cũng không có tiền luôn. Dạ không có tiền đúng không? Dạ. Dạ sao? Ê này, ông đừng tưởng ông ỉ lớn là ông hiếp lắm tụi tôi nha. Sao? Ê ạ. Ê. Ê. Mê dữ quá. Trên đời này chỉ có mình Candy mới được đụng tới anh hai thôi. Không ai được đụng tới anh hai hết. Nếu mà muốn làm gì tới anh hai, phải bước qua dấu răng của Candy. Ê. Bà thấy em gái tôi chưa? Em chào chị Thi. Chúc chị một buổi sáng vui vẻ. Trời. Trời 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 trời. Cái này chị đang mơ đang tỉnh nha Candy. Candy.